Rồi, đầu tiên á, mình làm gì làm ha. Cái đầu tiên là mình chọn lô nè, lấy mấy ô dưới nha, mình làm nha. Chọn lô này ha, bấm vô Physical Material, chọn là VDMTL ha, ok. Đó, đầu tiên VDMTL đi. Thì đầu tiên là Diffuser nè, Add Sign nó vô. Add Sign Material to Selection là đang chọn này đúng không? Còn Add Sign vô. Đó, xong. Nha, bấm F4 cái chữ ở dưới. Rồi muốn đổi màu đó mình chừng vô đây đổi màu à, ok đó mình bấm vô nó cập nhật còn này. Rồi tiếp tục đi vô đổi màu là nè đổi màu đỏ đi đỏ cam cam ok ha và bấm vô đây thấy không đổi màu ha đó là đổi màu nhưng khi ghé cái bitmap ghé đây là diffuse này không cái ô vuông kế bên này mình chọn bitmap ha bấm cái chỗ là tab general này không chọn bitmap này ha mình chọn bộ hình ảnh bitmap rồi đó xong nè xong đi đó được xong đi rồi đá này đi ok rồi khi đó thì bấm nhớ bấm nút này show shape material report cao nó hiện lên ha đó lên đá đó là tính chất diffuse đầu tiên đúng không. Rồi tiếp theo là reflection ha. Ở đây tôi nhá thử cái này, mình nhá thử ha. Đó, nó làm gì nè ha. Nhưng mà nó chỗ này nó tối nó thiếu sáng. Đó, chạm tới nổi. Rồi. À giờ reflection ha thì giữ là cái ô này thôi. Giữ là cái ô này. À mình bấm vô cái đúng này nè không? Reflection này không thì bấm vô cái ô màu đen này à, mình chỉ cần kéo trắng 100% hoặc là bóng lên 100% phải không ok à, rồi render lại nè à, để render cho nhanh á thì mình zoom cái này thôi bấm vô cái render này nó tăng nè resolve render nè ô và ô này đó rồi render cao rồi nó bóng rồi đâu à bỏ cái bản chiếu vô đó bản chiếu cái quả cầu này vô nè giờ nó thiếu đèn á nên nó bị không với lại không có vô trụng trong phòng á thì nó mình nhìn không thấy bóng lắm nhưng thực ra nó mình nhìn cái quả cầu cái bên nó dài cho mày không nó bóng đó rồi bây giờ tới độ trong suốt thì chọn cái này ha chọn cái ô kế bên cái bi qua đi ha đổi tên tại là số 2 đi ha. Này ở trong suốt là reflection á, nó trên mạng á thì nó là cái reflection này nè. Giữ là cái màu diffuse này thôi nhưng mình clear đi nha. Clear đi. Clear nè. Rồi, nó có reflection rồi ha. Giờ cái reflection là cũng là trắng trong trắng luôn, mình nắm đây kéo xuống dễ, nắm cái cục trái này kéo xuống. Đã vô. Mình copy luôn ha. Đó, nào nó trong được nhau, nó trong cái kiến vậy không? Rồi assign cái này. Assign vô quả cầu thứ hai. Nhưng mà này có màu nha. Để thử phải không chọc xuống nha hả thấy không chọc xuống đó là reflection là chọc xuống là gì đó rồi tiếp theo chọc xuống mà muốn cho nó nhám nhám thì phải dựng cái bóc mới thấy được lót ra rồi lót vô chiều dày chiều cao chiều dày là tính 5 ly thôi đúng không đó. Rồi cục áp cái điện vào cho nó hả áp điện vào đó nó có cái velocity cuối cùng á velocity là độ bóng á rô điện ông bà thấy đây cũng có xuất hiện thấy không đang 1.0 thấy không mình áp sai vô cái ủ điện luôn rồi thì bây giờ mình render thử nè gỡ kia ra lại nha mua cái này đi mua cái này ra ha chọn cái này áp cái vật liệu mà này cho nó luôn nha chọn này ha gỗ đi ha gỗ đi gỗ đó vậy đi ha mà mua này qua lại đó. Rồi cái này thì áp sai vô kiến rồi giờ render thử ha render thử thì phải render lại cái resolve nha
Nhưng mà tại em bị cái bỏ cái Arizona ra, cho Arizona lớn lên tí xíu rồi lên em đợi ha. Cái tấm kính đâu, nó trong quá nè, phải không? Trong quá không thấy, nó be luôn á. Rồi, giờ cho nó đục lại, request sinh nè, đục lại nè, giảm nó đi nè. Thấy không? Đục lại một nửa thôi, rồi render. Đó, thấy không? Nó ra màu ha. Không, nghĩa là không trong suốt hoàn toàn. Rồi, ngoài ra đó thì mình có thể là làm cho nó mờ đi thằng lossy định này, nó đang là 1.0 này không, 0.5 là rubric, nó thành rubric đó, rubric giống như đây này không, mà mình tăng cái này lên hay là mình để cái này xuống này. Được. À, nên nhám đi tí xíu thấy không, nhám nhám đó, nó nhám nhám một hộp đó. Rồi bây giờ mình vẫn để độ một này ha, mình chọn cái chức năng là cái này là đen luôn, ok à, đen luôn rồi chỗ reflection á, thay vì là ô màu trắng này nè, mình bấm vào đây, bấm vô nhỏ nhỏ cái bên đó ha, mình chọn là gradient symbol radian này, ở đây có radian kia không, có à, radian này nè, ở đây cũng có symbol radian này, con này của gì color, chọn radian này đi, đó radian ha, thì màu số 1 mình cho màu cam đúng không, cam cam, màu số 2 mình cho màu xanh. Hôm qua mình học thì chịu đó, rồi màu số 3 màu xanh cyan đây, mình đưa một tí xíu, ok đó. Rồi cái ra ba màu vậy đó, thử cái lên lại tiếp vô cái regression install vô ha, đi cái này đi nó đi. Đó, thì nó lên thấy không? Vậy là trong cái refraction mới được chứ không reflection nó hiểu à, refraction Rồi tiếp theo tôi làm một liệu bơm ha, giả sử ta lấy vật liệu tường này nè, đúng không? Mình vô cái phần basic parameter mình thu nhỏ lại thì nó hiện ra cái map cho đây nè, bấm vô cái map sổ ra à, mình chọn cho bơm này thấy không, kéo qua nó có nút no map nè, bấm nút no map ha, rồi cũng vậy mình chọn là bitmap ha, trong cái thẻ zero nè bitmap ha, rồi mình mới chọn cái nguyên liệu bơm à, ở đây mình có đây mình có bơm tường ha, tường này có cái vết này cái đó rồi à, mình chọn tường ha, nó sai luôn ha, nó sai đâu còn nó không thấy thì show nó lên thấy không. À, nó lõm chởm cái nó rồi tại vì nó không hiện trong cái này, nhớ là giải bằng cái bóc không, nó hiện còn cái này nó giống như không phải poly á, nó không hiện, nó là cái line chút lên đó, rồi mình cứ để nguyên đó ha, coi cái chỉnh là cái tướng cái map nè, bấm back ra ha, một là mình gõ vô tha đi nè, nó gõ vô năm đó, đây năm luôn, gõ nhỏ lại à, nó bị cái vết hay không, vết đen đen hay không, hay là cái map mà nó không đều, nó xấu cái đó. Nhưng mà cái vết này ở trong Binance mình chỉnh được bằng cách mình vô VMS này không? VMS này. À, đó nó có bị vết này nè. À, mình crop nó lại. Mình vẽ cái thấy khung màu đỏ không? Mình kéo nó lại. Đó. Mình lấy cái phần nào mà nó không bị lỗi vậy thôi. Theo qua tí xíu đó vậy đó ha, cái này rộng ra đi rồi này lên tiêu cái kia là kéo xuống đi, kéo lên lại đó, mình
hình rớt như đây này ha. Rồi tắt nó đi ha, tắt đi, nhưng mà quà đen nhớ chọn nút rớt nha, ha, rớt nè, mình hiểu. Hát xa lại thử. Rồi lúc này mình phải dùng UV map nữa ha, UV map nè, thấy không, nó mới hiện lên cái kia luôn. Rồi nhớ UV map thì chọn bóc, tại vì nhìn vuông vuông là chọn bóc. Rồi nhớ bấm apply đây chứ, rớt rồi nè, nhưng mà chưa apply nè, apply nè, thấy không, apply là hết cái kia liền ha. Nó vẫn còn bị đường đứng ấy. Thì cái bóc này là mình cho cái phần width dài ra không được, cái này chạy kêu này à, len đi, len dài ra, len đó, len dài ra để đỡ phải chia đó, mình thấy chỉnh mấy cái map được ha. Rồi cái tha này mình cho nhỏ xíu nữa, 5/10. Nói chung cái map bị lỗi thì nó bị vết đen đen á, nó khó chịu ha. Cái map mà người ta làm không chụp ánh sáng ấy, giống như để ánh sáng sân khấu á, ánh sáng sân khấu là nó có mấy cái đèn rọi, nó không có bị vết bóng gì, còn này chụp có vết đen là bị gì rồi ha, ngoài là khá bum là vậy. Anh biết cái tính chất của nó rồi, bắt đầu mình render thử ha. Thử thì bấm vô cái bấm vô nút lock VFS nha, lock VFB nè, mình bỏ nút này ra, bỏ nút ra để render được nguyên cái tường. Nào nó cái bung á, ha, nhưng mà do render chế độ nhỏ đó mình không thấy rõ lắm ha. À, nhưng mà có độ lỗi lỗi là gì đó ha. Đó là bung, ha. Đó, bung này ha, nhìn này rõ nè. Render độ phân giải cao á thì sẽ thấy rõ mấy cái này. À, tạm thời là mình chấp nhận cái này đi ha, mình biết cách bung là được rồi. Giờ bắt bung. Rồi đó là bung. Giờ qua tới là displacement, displacement khoan đi, tính translucent này ha, translucent là chọn này đi ha. Rồi chọn một cái vô kế bên. À, kéo cái tường này xuống đi. Chọn lẹ đổi tên translucent. Rồi cho nó xem chọn cái này nè, cho luôn xanh xin này không, chọn này, chọn SSS, mình có thể đổi màu cẩm thạch chẳng hạn gì. Đó, ok, hát sai vô ha, rồi hát sai vô ha. Đó, nó không thấy cả nó, mình chưa có show á, show rồi. Rồi mình render thử ha, render thử rồi. Đó, thấy nó xuyên xuyên mờ mờ không? Mờ mờ ảo này ha. Đó, nó giống như cái lá cây vậy á. Lá cây á là có dính chút xuyên sáng á, nó sẽ giống như lá cây á, nó mờ mờ ảo này ha. Đó, translucent là vậy ha. Rồi qua tới là opacity. Opacity ha. Cell illuminate là biết rồi, là cái đèn chính là đèn hát trần á. Còn opacity vô mình chọn này đi. Chọn này ha, cũng vừa đây mà tờ L ha. À, kéo qua đây mà tờ L. Rồi cái màu chính là diffuse nè. À, màu này là màu chính nè. Thì nãy mình nói rồi, diffuse mà màu chính á, mình bấm vô cái ô nhỏ kế bên á, chọn bitmap á, thì tự động nó bỏ cái ô màu đó ha, nó lấy cái bitmap này thôi. À, bitmap của mình là cái lưới này ha, cái lưới này chú ý là cái nền nó màu trắng ha, rồi cái dây nó bị xét nè, view nó thì ha, open ra nè, thấy không, cái dây bị xét, cái nền màu trắng ha. Ok, rồi lấy cái lưới đó, rồi mình add size vô kiến này, add size vô một kiến này ha, đó add size vô, rồi mình render thử. Đó, thì nó sẽ bị cái nền màu trắng để vô luôn, thấy không? Cái lưới có cái nền màu trắng. Đó, lưới nền màu trắng như vậy ha. Nó che hết. Rồi bây giờ mình áp cho nó opacity. Giữ nguyên nguyên liệu đó ha. Mình bấm back ra đi. Thu nhỏ lại cái basic parameter là thu nhỏ lại để chia để thấy cái map này. Rồi cái chữ opacity ngay đây nè, thấy không? Bấm vô chữ no map. Chọn bitmap. Thì mình không chọn cái này mà chọn trắng đen. Thì cái opacity á là màu đen là tự động trong suốt, còn màu trắng á là tự động nó giữ lại cái bé cái texture cho mình. Đó màu trắng nè, nó sẽ giữ lại texture màu đen nó trong suốt ha. Rồi chỗ này nha, open nó ra. Thấy không? Thấy bản thân này mình nhìn thấy nè, chứ đo giờ thấy nè.
đó, thấy không, tự động nó trong suốt, thấy không, rồi lên trở lại. Ok ha, nó mất luôn cái đó ha. Nó, thành ra thay vì mình vẽ vẽ một cái kẽm hàng rào kẽm rào rất là cực thì mình chỉ cần áo cái map thôi, ra cho thật luôn đó. Tại vì Lost City thì biết rồi, nãy mình đã thử rồi đúng không, Lost City xem đây này rồi. Obviously rồi, giờ chỉ còn cái displayment thôi à. Rồi displayment như sau, cũng là cái tấm này, mình áp vô một mới đi, physical VRMTL à. Rồi cái displayment á thì mình cho cái màu trắng này bình thường đi ha, màu trắng. Ok, chọn cái kính này luôn, Asa nó vô ha. Đó, Asa vô. Rồi, bấm vô thu nhỏ lại, chọn cái map ha, sổ ra thì đây nó có cái displayment. Đây, display này thấy không. Rồi, mình chọn no map ha, bấm vô bitmap. Đây, ví dụ mình có cái bức là hoa sen đi ha. Hoa sen, bấm nó ra. Rồi assign chưa, nãy chưa assign đúng không, rồi show nó ra luôn đó. Rồi render. Thấy Google thấy ghê chưa đó, nó mạnh hơn cái bơm nhiều ha, nhưng mà mình giảm lại cái map của nó ra rồi, map đây đang display là 100 nè, display là 5 thôi đó, 5 thôi nha. Rồi render lại. Thấy không, nó hàng không, đẹp không đó, nó gì đó nè, display là vậy, còn bơm nó không nổi được vậy ha.